sau khi biết được thành diễm ninh bị lây lan dịch bệnh hạ trì và diễm nguyệt chung tay điều tra kết quả cho thấy mọi chuyện đều do diễm nhật cấu kết với hai huynh đệ thiên đạo minh giờ trò và nguyên nhân bắt nguồn từ đậu phụ thối vì thế tối đến diễm nguyệt và hạ trì đã thành công lẻn vào nhà kho của thiên đạo minh mục đích để tìm kiếm đậu phụ thối sáng sớm hôm sau người dân ủng ủng kéo đến đứng trước một linh đài nơi được diễm nhật dựng lên nhằm cứu chữa bệnh tình cho bách tính ai nấy đều lên tiếng cầu xin tên diễm nhật thiếu chủ cứu mạng ta bị bệnh sắp chết rồi cứu mạng với thiếu chủ cơ thể ta thật sự đau quá thiếu chủ cứu con trai ta với có người còn xúc động mà bật khóc nức nở hu hu thiếu chủ bất chấp nguy cơ bị lây nhiễm đích thân đến đây để cứu tế chúng ta ân tình như vậy biết lấy gì báo đáp đây mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận nhiều hơn đúng vậy hơn nữa nhanh như vậy mà đã có đối sách rồi thật khiến người ta yên tâm trước kia ta còn lo lắng lão thành chủ bệnh nặng như rắn mất đầu bây giờ thấy thiếu chủ như vậy cũng có thể yên tâm được rồi diễm nguyệt và hạ trì cũng ngồi một bên quan sát tình hình diễm nguyệt bất ngờ lên tiếng nói với hạ trì người đến cũng không ít xem ra hôm nay diễm nhật muốn làm đại sự rồi tuy nhiên hạ chỉ lại bảo làm thành công thì mới được gọi là đại sự nhưng nếu làm thất bại thì gọi là ngu dốt hai huynh đệ thiên đạo minh cũng có mặt bọn họ ngồi trên lầu ở phía đối diện để tiện bề theo dõi lý viên tinh chật mỉm cười khi nhìn thấy hai người diễm nguyệt và hạ trì hắn tỏ ra đắc ý mà buông lời xem thường hư tên tạp chủng hạ trì kia vẫn chưa biết họa sắp ập xuống đầu rồi còn lý viên khuê lại nghiêm mặt ô lên một tiếng khiến cho lý viên tinh ngạc nhiên hỏi lại hắn sao vậy ca hắn ta nhìn lý viên tinh rồi nói người đó chính là diễm nguyệt tiên tử nhìn thì chẳng qua chỉ là một thiếu nữ trong đúng là không tệ, cũng được coi là xứng với đệ đệ của ta. Nghe hắn nói Lý Viên Tinh bỗng đỏ mặt ngại ngùng đáp lại: "Ta, ta vẫn còn trẻ." Cùng lúc tên Diễm Nhật đứng trên linh đài lên tiếng trấn an: "Được được được, cái vị hãy yên lặng nghe ta nói hai câu. Hắn tỏ ra là một người đứng đầu dõng dạc nói: "Tòa thành vĩ đại của chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Một trận đại dịch bệnh đã bất ngờ bao trùm mọi ngóc ngách, khiến vô số sinh mạng vô tội đã phải chịu đau khổ. Trong thời khắc gian nan này chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau cố gắng vì ngôi nhà chung của chúng ta." nghe hắn nói mấy lời này hạ chỉ cảm thấy nhàm chán nói lời thoại mở màn thật quen thuộc lúc này tên diễm nhật mới vô thẳng vấn đề vốn dĩ phụ thân có thể xoay chuyển tình thế nhưng chắc mọi người cũng biết phụ thân ta trong lúc tu luyện đã dẫn đến trọng thương trong huyết mạch của ta cũng ẩn chứa sức mạnh như vậy chỉ tiếc tu vi chưa đủ nên không thể kích hoạt sức mạnh này mà muội muội của ta tuy là đủ tu vi nhưng là vì thân phận nữ nhi nên không thể hóa giải được sức mạnh của ô dịch tới đây diễm nguyệt lại phát chán với những gì diễm nhật vừa nói cô cau có lên tiếng phối phương của đổi thăng mà không đổi thuốc tên diễm nhật bắt đầu nhập vai hắn ỏa khóc tỏ vẻ đau thương nói tiếp ta hoàn toàn hiểu được đây là một sự hy sinh to lớn biết bao ta cũng biết rằng chúng ta không thể cưỡng cầu một sự cống hiến vĩ đại như vậy sau đó hắn lại giơ hai tay lên cao lớn giọng cho biết là chủ của một thành ta phải thông báo phát hiện này cho mọi người vì mạng sống của mỗi người dân đều là quý giá hắn đưa mắt nhìn về phía diễm nguyệt mà nở nụ cười gian xảo nói diễm nguyệt tuy rằng ngươi là muội muội của ta nhưng ta cũng muốn thỉnh cầu ngươi hãy cân nhắc đến hoàn cảnh của chúng ta hãy nghĩ đến những đứa trẻ những người già và những gia đình đang vật lộn trong đau khổ tương lai của chúng ta thậm chí là tòa thành của chúng ta giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào một suy nghĩ của diễm nguyệt tiểu thư diễm nguyệt cũng thầm thừa biết mục đích của hắn từng câu từng chữ của hắn đều đang nhằm vào cô nhưng cô vẫn im lặng nghe hắn nói hết diễm nhật bày ra bộ mặt đê tiện khi đang tưởng tượng cảnh hắn hút cạn linh lực của cô hắn liền vô thẳng ý chính bọn ta cần diễm nguyệt tiên tử hãy nhượng độ sức mạnh cho ta như vậy thì bách tính mới có thể tránh được dịch bệnh Nói xong hắn bỗng cười khổ thầm đắc ý, "Hừ, lời ta đã nói xong ngươi còn có thể thoái thác trách nhiệm được sao? Diễm Nguyệt, muốn đấu với ta ư, ngươi còn xanh và non lắm, binh thư bổn thiếu gia ta đây đọc qua, còn nhiều hơn cơm mà ngươi ăn đấy." Những người dân xung quanh nghe Diễm Nhật nói xong, ai nấy đều vui mừng khôn xiết mà thi nhau lên tiếng, "Trời ạ, à, Diễm Nguyệt tiểu thư vậy mà lại chính là dược dẫn của giải dược, ôi trời, đây là sự hy sinh to lớn biết dường nào. Có người lại cho rằng đúng là phải như thế, nên hy sinh nhỏ để thành việc lớn. Người khác lại nói diễm ra đúng là trí công vô tư điều này cảm động chết ta mất đến đây diễm nguyệt cũng đứng dậy đồng thời lên tiếng nói với diễm nhật đại ca lời huynh nói ta thật sự rất cảm động nếu ta nhượng độ tu vi cho ngươi để cứu toàn thể bách tính ta đương nhiên nguyện ý diễm nhật thấy cô phản ứng liền lên tiếng nói lại tuy ngươi là muội muội của ta nhưng ngươi bất chợt hắn nghĩ kỹ lại lời diễm nguyệt vừa nói mà kinh ngạc hét lên hả không đúng ngươi vừa nói cái gì ngươi đồng ý thật sao diễm nguyệt đã biết được ý đồ của hắn nên đã có sự chuẩn bị từ trước cô thản nhiên đứng khoanh tay tươi cười nhìn hắn mà dõng dạc đáp trả ta nói đồng ý cứu lão bách tính chỉ có điều linh đài của đại ca e là không chịu nổi linh lực của ta nếu như linh đài bị nứt vỡ thân vong đạo tiêu hồn phách tan biến thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng hy vọng của toàn thành sẽ tan thành mây khói mới là chuyện lớn không bằng ta dùng máu của ngươi để luyện hóa thành thuốc chữa bệnh như vậy mới là cách làm ổn thỏa nhất vì hắn không ngờ diễm nguyệt có thể trả đũa lại mình nên không có sự đề phòng khi tình huống xấu xảy ra nghe xong lời cô vừa nói hắn bất ngờ hoảng loạn giọng nói có hơi lắp bắp ngươi ngươi nói năng bậy bạ cái gì vậy ta rút cạn đi rồi thì cũng không thể cứu được bách tính toàn thành nhưng diễm nguyệt lại thêm vào chút gia vị cho đậm đà hơn nên bèn đáp lại chỉ cần có thể giúp được chút ít là cũng được rồi vào lúc quan trọng này cho dù có luyện thành thuốc tiên thì cũng không chữa khỏi bệnh nhưng có thể làm giảm bớt cơn đau đớn thì cũng được ngươi nói xem có đúng không ca ca tên lý viên khuê ở một bên quan sát mà có chút dè chừng nhưng lý viên tinh lại tỏ vẻ ngưỡng mộ mà thích thú không hổ là tiên tử thương minh cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân vì người trong thiên hạ lý viên khuê vội quay sang nhìn em trai mà lên tiếng nhắc nhở để đừng hoa chi nữa sắp xảy ra chuyện rồi quay lại với diễm nguyệt cô từng bước tiến lên đài cô vừa đi vừa lên tiếng tiết lộ thân phận thật sự của mình ta là con gái của thành chủ và là một trong tứ tiên thương minh sao ta có thể bỏ mặc mọi người được ta và ca ca nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì thành diễm ninh chết cũng không từ nghe xong mọi người được một phen kinh ngạc rồi quay qua nhìn nhau kẻ nghi hoặc người ngưỡng mộ mà bàn luận xôn xao thật không ngờ đại tiểu thư diễm ra lại là tứ tiên thương minh sao ta lại vẫn không biết được điều này đại tiểu thư thật là khiêm tốn mà không phải nói đại tiểu thư đã ra ngoài tu hành từ sớm sao ồ ồ ồ thì ra là như vậy thiếu chủ và đại tiểu thư đều là người tốt tên diễm nhật thấy tình hình không đúng với kế hoạch của hắn nên hắn hoang mang thầm thì hỏi lại cô em gái diễm nguyệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì diễm nguyệt bình thản đáp lại ta đương nhiên là muốn cứu mọi người rồi ca ca nào nhỏ máu đi chỉ cần một đau mà thôi tới đây diễm nhật bỗng tức tối nghiến răng mà thốt lên người người dân bắt đầu lên tiếng nói thêm vào diễm nhật thiếu chủ chắc chắn sẽ cứu chúng ta thành chủ đúng là đã sinh ra hai đứa con tuyệt vời mà ta sẽ ghi nhớ công ơn thiếu chủ cả đời thấy mọi người hào hứng quá khích diễm nhật lo sợ đứng không vững mà lùi về sau gương mặt biến sắc hắn thầm bức xúc trong sự hoang mang mẹ kiếp tất cả đều đã công cốc vì lời của diễm nguyệt rồi nếu như bây giờ ta nói là diễm nguyệt đang nói bậy thì nhất định sẽ không có ai tin ta phải làm sao đây nhìn thấy biểu cảm của diễm nhật sợ hãi tục cùng không nói nên lời diễm nguyệt chật mỉm cười khoái chí rồi giả vờ lên tiếng ai dô ngươi xem trí nhớ của ta này nói đoạn cô nhìn hạ trì đang đứng ở phía dưới mà bảo anh hạ trì mang thuốc giải ra đây lời này của cô làm diễm nhật ngơ ngác nhìn cô hạ trì cũng liền tuân lệnh vâng sư phụ diễm nhật kinh ngạc nhìn diễm nguyệt hỏi lại ngươi có thuốc giải sao diễm nguyệt vô tư giang hai tay ra nói như thể chỉ là việc còn con cô cho biết chuyện dịch bệnh là chuyện khẩn cấp ta bận đến chóng mặt nên vừa nãy đã quên mất chính là tối qua ta và đồ đệ đã luyện ra một loại đan dược thực ra thì trong tu tiên giới bây giờ ít khi dùng máu làm chất dẫn để luyện đan đó là kỹ thuật quá lạc hậu loại đan dược này hiệu quả rất tốt ăn vào là khỏi ngay rất an toàn lời này như xét đánh ngang tai tên diễm nhật hắn tức tối nghiến răng chừng mắt nhìn cô mà hét lên diễm nguyệt người dám đột nhiên diễm nguyệt lên tiếng cắt ngang lời hắn vì cô thừa biết hắn muốn nói gì ca ca giấu kỹ lời trong lòng đi ở đây có rất nhiều người đang nhìn đấy diễm nhật nghe cô nhắc nhở thì hốt hoảng bất giác lấy tay bịt miệng mình lại xong xuôi diễm nguyệt liền ra lệnh cho hạ trì mau chia thuốc cho mọi người đi hạ trì chấp tay tuân lệnh nói vâng anh đưa thuốc cho người dân mà không quên căn dặn lại cứ uống trực tiếp là được bất ngờ hệ thống vang lên thông báo đã trừ 300 điểm phần nộ thấy vậy hạ trì liền phấn khích anh giơ tay lên cô cô kêu gọi mọi người bọn ta đã chuẩn bị đủ đan dược rồi mọi người xếp hàng đi ai cũng có phần và như thế hạ chỉ lần lượt chia thuốc cho từng người cũng nhờ vậy mà hệ thống không ngừng thông báo được trừ 300 điểm phần nộ diễm nguyệt đứng trên đài nhìn về phía mọi người đang xếp hàng lấy thuốc đồng thời cũng là hướng khu nhà đối diện nơi hai huynh đệ lý viên khuê đang ngồi cô chợt cất tiếng lúc mọi người nhận thuốc ta nghe nói lúc này hai huynh đệ lý viên khuê cũng đang quan sát diễm nguyệt lý viên khuê bắt gặp ánh mắt của diễm nguyệt đang nhìn hướng hắn thì thầm lo lắng hướng nàng ta nhìn không phải là hướng của bọn ta đấy chứ chắc là ta đa nghi rồi diễm nguyệt cũng biết được hai người đối diện kia là ai mà khẽ cười hừ nhẹ một tiếng rồi cô nghiêm mặt lại nói với diễm nhật ta cũng đã thuận tiện điều tra nguồn gốc của dịch bệnh chắc là có liên quan đến đậu phụ thối thật không biết là ai đã thất đức hạ độc trong thức ăn ngươi nói xem có đúng không đại ca nói rồi cô liếc mắt nhìn diễm nhật đang ở phía sau mà cười khẩy còn diễm nhật thì mặt mày tái nhợt đổ nhiều mồ hôi mà nhìn theo cô diễm nguyệt nghiêm mặt lại giọng cáu gắt nói thêm diễm nhật đồ ngu hợp tác với đồ ngu đều tự cho rằng bản thân rất thông minh từ nhỏ đến lớn ngươi luôn tự cho mình là thông minh nói rồi cô liền bỏ đi để lại tên diễm nhật đứng đó tức giận không nói nên lời chỉ biết kêu người người hắn nổi điên nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm như thể kiềm lại sự ức chế diễm nguyệt ngươi vậy mà lại khiến ta mất mặt trước mặt nhiều người như này trước khi rời đi diễm nguyệt không quên nói lại với hắn một câu ô liên quan đến chuyện dịch bệnh ta cũng đã điều tra ra được người đứng đằng sau mưu đồ này rồi bây giờ ta muốn cho hung thủ một cơ hội tự thú nếu như hắn thừa nhận lỗi sai thì ta sẽ tha cho hắn một mạng lời này của cô làm mọi người có mặt kinh ngạc cùng sự nghi hoặc diễm nguyệt tiên từ đây là có ý gì chẳng lẽ người hạ độc đang ở hiện trường sao người đó rốt cuộc là ai cô người bức xúc lên tiếng nói thêm ngày thường sức khỏe con trai ta vốn đã rất yếu ớt sáng hôm nay không chống đỡ được nên đã ra đi rồi nếu như tìm được hung thủ thì ta chắc chắn sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh mọi người bức xúc đồng thanh lên tiếng hỏi là ai vậy rốt cuộc là ai tại sao lại hại chúng ta tên diễm nhật bị chột dạ nên hốt hoảng quát lại diễm nguyệt ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì muốn ta chết luôn ở đây sao thấy hắn ta phản ứng như vậy diễm nguyệt cảm thấy thích thú cô lại bắt đầu xiên sỏ ta có nói ngươi là hung thủ không ngươi nôn nóng cái gì kẻ cần bắt là tên hung thủ vô liêm sỉ kia là kẻ ngu ngốc như lợn não nhỏ tà nhẫn ngươi lại một lần nữa tên diễm nhật bị em gái diễm nguyệt chọc tức cho cứng họng hắn cũng biết bản thân đã làm những gì nên thầm lo sợ dường như nàng ta đã biết rồi vì sao nàng ta lại biết mặt khác ở khu nhà đối diện nơi hai huynh đệ lý viên khuê cũng đã nhìn thấy mọi việc lý viên khuê đùng đùng tức giận hắn đứng dậy đập mạnh hai tay xuống bàn mà hét lớn làm thằng em trai ngồi cạnh cũng hoang mang không kém tên ngu dốt diễm nhật này đến lúc mấu chốt rồi mà vẫn muốn đoạt tu vi của diễm nguyệt nếu hắn thông minh thì cứ lấy phụ thân của hắn ra làm lá chắn là được bây giờ gà ăn không được lại còn mất nắm gạo nếu diễm nguyệt tra hỏi hắn khai ra thì chúng ta đều xong đời viên tinh chúng ta đi mau sắp xảy ra chuyện rồi dứt lời hắn liền lúng cuống bỏ chạy mặc cho lý viên tinh ngồi đó hả hả vì còn chưa kịp hiểu chuyện gì cùng lúc hạ trì bên dưới cũng đang búng tay ra hiệu anh cho gọi siri ra và bảo siri nơi này giao cho người nhớ là phải đảm bảo ai cũng có thể lấy được thuốc giải siri bất ngờ hỏi lại anh thế còn ngươi thì sao hạ trì cho biết ta đương nhiên là đi bắt chuột rồi quay lại với hai huynh đệ họ lý kia bọn họ cũng đã chạy xuống dưới đường vừa chạy lý viên khuê vừa thắc mắc nói giọng bức xúc mẹ kiếp thuốc độc này là thuốc mà thiên đạo minh của ta bí mật chế tạo ra còn thuốc giải của diễm nguyệt rốt cuộc là lấy từ đâu ra đây là gặp phải ma rồi đúng không lý viên tinh cũng chạy theo lo lắng hỏi lại đại ca bước đầu tiên đã xảy ra sai sót rồi tiếp theo phải làm sao đây như này thì ta và diễm nguyệt còn có khả năng không bọn họ cứ chạy như bị ma đuổi làm những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên Lý Viên Khuê quay lại nói với em trai, con nghĩ phải làm sao, bây giờ quan trọng là phải phủi sạch quan hệ, chỉ cần không bị bắt quả tang thì có thể lừa gạt cho qua. Nhìn phản ứng vừa nãy của Diễm Nhật, hắn đúng là một tên vô dụng, nếu biết trước ta đã không hành động thừa thái, giờ thì tự dơ đá đập chân mình, hắn cứ mãi nhìn về phía sau mà không hề hay biết Hạ Trì đang đứng chắn trước mặt hắn. Thế là chuyện gì đến thì cũng đến, hắn đập thẳng mặt vào người Hạ Trì, cú va chạm chấn động đã làm hắn tá hỏa tâm tình, hai mắt trợn trắng, sau đó thì hét toáng lên a à á rồi ngã ngửa ra đất, hắn kinh ngạc khi thấy có người đang đứng chắn trước mặt tuy nhiên hạ trì không quan tâm đến hắn ta anh mỉm cười nhìn thẳng về phía trước nói lý viên tinh đã lâu không gặp lý viên tinh tiến lại đỡ lấy anh trai đứng dậy hắn sửng sốt khi thấy người đối diện mà lắp bắp kêu lên hạ hạ trì hạ trì trông thấy bộ dạng của bọn chúng đang gấp gáp cũng biết được ý đồ nhưng vẫn giả vờ rào trước đoán sau hỏi lại vội vội vàng vàng đi đâu vậy có phải là đang chạy trốn không bất chợt lý viên tinh nhìn anh lại hoảng hốt quát lên không phải là ngươi đang ở trên quảng trường để phát thuốc sao nói tới đây mặt mày hắn bỗng tái xanh mà lấy tay bụng miệng thầm sợ hãi thôi tiêu rồi lỡ miệng rồi lý viên khuê thấy mọi chuyện không ổn hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn hạ trì như không có việc gì mà nói vị công tử này phiền ngươi nhường đường một chút bọn ta còn có chuyện gấp lý viên tinh đứng bên cạnh nghe anh trai nói lời này cũng hơi ngạc nhiên mà quay lại nhìn hắn nhưng thật ra trong lòng lý viên khuê đang thầm suy tính hắn là đệ tử chân truyền của diễm nguyệt nghe viên tinh nói mấy tháng trước chẳng qua mới chỉ là tên lăng huyết nhất đoạn chắc là không khó để đối phó hạ trì bỗng dưng tiến lại gần lý viên tinh anh đứng khoanh tay vẻ mặt đầy tự tin nhìn hắn mà lên giọng thách thức, đã lâu không gặp, không biết tu vi của Lý Đồng Môn có tiến bộ gì không, có còn muốn tỷ thí với ta không? Tuy nhiên Lý Viên Tinh đang lo sợ chuyện thuốc độc bị bại lộ nên hắn rất vội vã muốn rời đi, nhưng lại bị chặn đường khiến hắn phát cáu hét lại, liên quan gì đến ngươi, mau tránh ra, ta không rảnh. Hạ Trì cũng thản nhiên lên tiếng, "Ồ, không rảnh ư? Vậy mời." Nghe vậy thế là hai người bọn họ nhanh chóng bỏ đi, nhưng khi bọn họ vừa đi được vài bước thì Hạ Trì lại vui vẻ nở nụ cười tươi cho biết, "À đúng rồi, vì để chữa trị dịch bệnh" hôm nay ta phải tốn rất nhiều tiền phải nghĩ cách để hỏi lại vốn các ngươi có ý kiến gì không nghe lời này từ anh khiến hai huynh đệ họ lý phải hoang mang dừng chân mà quay lại nhìn anh trong đầu đều là dấu chấm hỏi hạ chỉ cả người bừng bừng khí đồng thời bẻ tay khởi động rồi cười tươi nhìn bọn họ ta nói là ta đang nghĩ cách kiếm tiền ngươi có hứng thú giúp đỡ ta một chút không ví dụ ta tẩn ngươi một trận lý viên tinh không nhịn được nữa cả người như muốn bốc hỏa hắn nổi cáo quát lại ngươi đừng tưởng làm đệ tử tứ tiên mấy tháng thì có thể cưỡi lên đầu của bổn thiếu gia cùng với biểu cảm hiện tại của hắn vì thế đã giúp hạ trì được cộng một ngàn điểm phẫn nộ hắn sôi máu nói tiếp nếu như ngươi đã muốn chết vậy thì hôm nay ta có thể thành toàn cho ngươi cùng lúc có huynh trưởng của ta ở đây ta không sợ ngươi lý viên khuê nhìn em trai nói viên tinh đừng lãng phí thời gian ở đây nữa bỗng nhiên hạ trì mỉm cười không nói gì mà chỉ giơ hai ngón tay lên điều này làm lý viên khuê ngơ ngác nhìn anh còn viên tinh thì lại tức tối cắn chặt hai hàm răng gằng giọng hỏi lại ngươi có ý gì hạ trì nhe răng ra cười híp cả mắt mà cho biết ta nói hai người các ngươi cùng lên đánh một tên ta không kiếm được bao nhiêu điểm cả lời này của hạ trì đã làm hai huynh đệ họ lý giận run người đồng thanh hét lên cái gì cùng lúc điểm phẫn nộ từ lý viên tinh cộng thêm một ngàn, của lý viên khuê được cộng thêm một ngàn năm trăm điểm phần nộ hạ chị thấy điểm phần nộ vẫn còn ít mà cúi mặt buồn rầu chỉ chút điểm phần nộ này thì không thể hồi vốn được sao các ngươi đến chút chuyện này cũng không làm được vậy rồi anh đột nhiên hỏi lại bọn họ thiên đạo minh các ngươi có bao nhiêu người trong khi lý viên tinh đang khó hiểu với lời nói của hạ trì thì lý viên khuê liền bật cười đáp lại ha tiểu huynh đệ ngươi cũng ngông cuồng quá rồi chẳng lẽ còn muốn đánh với thiên đạo minh bọn ta sao hạ trì vẫn giữ nguyên trạng thái tự tin hỏi lại ta chỉ hỏi là các ngươi có bao nhiêu người lý viên tinh bỗng điên tiết quát lên đánh thắng đi thì ta sẽ nói cho ngươi chuyển cảnh quay lại với diễm nguyệt dù những chuyện diễm nhật làm khiến cô bức bối nhưng cô vẫn rất từ tốn nói chuyện với hắn diễm nhật ta để cho ngươi chút mặt mũi chuyện này ta có thể đóng cửa để nói chuyện với ngươi thế nhưng diễm nhật vẫn còn cố chấp mà lên giọng ngươi ngươi tưởng rằng ngươi là ai dựa vào đâu mà ta phải theo ngươi Diễm Nguyệt đang đi đột nhiên nghe hắn nói câu này thì dừng lại lên tiếng, ngươi hỏi ta là ai à? Cô quay lại trừng mắt nhìn hắn mà lạnh giọng cho biết, ta là chủ nhân của Thánh vực Thương Minh, cũng là chủ nhân của ngươi. Lời này càng làm Diễm Nhật thêm điên tiết, hắn nắm chặt viên đan dược trong lòng bàn tay mà tức run người. Hắn bức bối thầm nghĩ, ta là đệ tứ cảnh xuất khiếu kỳ, nếu dùng đan dược mà Viên Khuê huynh cho thì có thể đột phá đến cảnh giới thông hư, cũng chính là thông hư cảnh, đệ bát cảnh. Cộng thêm công pháp chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ của Diễm gia, đánh một trận với luyện thần cảnh cũng không phải là không thể. Nghĩ thế nên hắn liền tự tin dõng dạc lên tiếng, "Diễm Nguyệt, huynh trưởng là cha, cho dù ngươi là một trong tứ tiên của Thương Minh, nhưng ngươi cũng là muội muội của ta. Huynh trưởng nhịn ngươi từ trước đến giờ, không có nghĩa là vi huynh sợ ngươi, cha và huynh trưởng đều ở đây, thành Diễm Ninh không phải là không có người." Diễm Nguyệt có chút thắc mắc nhìn hắn bèn hỏi lại, "Sao cảm giác ngươi nói chuyện cứng rắn hẳn lên nhỉ, cảm giác như là muốn đánh nhau với ai vậy, không phải là ngươi đấy chứ?" Diễm Nhật lúc này cũng đang từ từ bước tới chỗ Diễm Nguyệt lên giọng thách thức, "Muốn đánh thắng ngươi quả thực là có chút khó." nhưng nếu như xuất khiếu kỳ như ta có thể đánh với ngươi vài chiêu thì ngươi nghĩ xem bách tính của diễm ninh thành sẽ nghĩ sao diễm nguyệt nghe xong bỗng mỉm cười nói đại ca ngươi đúng là vừa yếu vừa gian xảo có thể nói lập trường thua thành có lý như vậy nhiều năm như thế ngươi đúng là không ủng công đọc sách nhỉ diễm nhật lại gần đứng đối diện mặt áp mặt với diễm nguyệt mà tự tin hỏi lại tiểu muội ngươi không phải là không dám ứng chiến đấy chứ diễm nguyệt chỉ chừng mắt nhìn hắn mà không trả lời thấy diễm nguyệt im lặng hắn tưởng cô không đồng ý mà bắt đầu lên mặt ra vẻ giáo huấn lại cô ngươi không cần phải dùng ánh mắt này nhìn ta vi huynh hôm nay sẽ dùng danh nghĩa của vi phụ để đánh với ngươi cũng để bách tính thành diễm ninh thấy được thành chủ tương lai có thể giỏi văn mà cũng có thể đánh được võ thiên hạ này cũng không hoàn toàn là người có nắm đấm cứng làm chủ diễm nguyệt nghe xong liền nở nụ cười tỏ vẻ khinh thường nói ngươi cũng mau mồm mau miệng thật không biết xấu hổ chút nào hắn ta lại lên tiếng nói khích nhằm làm cho diễm nguyệt không thể từ chối ta đã hạ chiến thư rồi ngươi lại chậm chạp không nhận chuyện này nếu để truyền ra ngoài thì sợ là không được dễ nghe lắm thấy hắn cứ cố chấp khiêu chiến diễm nguyệt không muốn đánh cũng không được thế nên cô cũng miễn cưỡng chấp nhận gương mặt cô có chút buồn tủi bèn nói cha đã dạy ngươi thành dáng vẻ này quả thực là có chút dốc lòng được thôi vậy ngươi muốn đánh thế nào chọn nơi nào quyết định xong rồi thì hằng thông báo cho ta hôm nay cho đùa cùng ngươi một trận cảm thấy có chít nhàm chán rồi ta đi tìm chút niềm vui đây nói rồi cô thi pháp trong nháy mắt thì biến mất chỉ còn vương lại làn hỏa khí đỏ rực chuyển cảnh quay lại với cuộc chiến của hạ trì và hai huynh đệ họ lý kia trước khi bước vào trận chiến khốc liệt cả hai anh em bọn họ mỗi người đều cho vào miệng một viên đan dược nhìn thấy cảnh này hạ trì tỏ ra thất vọng anh đưa tay ngoái mũi rồi nói lại là trò này cả hai tên họ lý sau khi nuốt đan dược vào thì cơ thể liền biến đổi cả hai gào thét thất thanh á, á cùng cơ bắp lực lượng mà xé toạt cả áo giây tiếp theo bọn họ hung hăng trừng mắt tay cầm kiếm xông lên tấn công hạ trì cùng lúc hạ trì chấp tay sau lưng và đứng yên một chỗ tập trung vận công thoáng chốc đã thấy những làn hỏa khí đang dần hội tụ thành thanh đao thiên mộ hạ trì lạnh lùng cầm thiên mộ trong tay trông thấy cảnh tượng trước mặt làm huynh đệ nhà họ lý không khỏi kinh ngạc mà hốt hoảng hét lên sao có thể gương mặt lạnh như băng hạ trì cho biết mọi thứ đều có khả năng vì hạ trì hiện tại là thông hư cảnh đệ nhất sai nói rồi anh liền vung đao chém ra một đường hỏa khí cường đại trong nháy mắt luồng sức mạnh từ đã hất bay hai huynh đệ kia bay mất hút thấy vậy hạ trì liền tìm đến tận nơi ở của bọn họ để xử lý anh bực dọc mà liên tục đập mạnh cửa miệng thì kêu lớn mở cửa ra ta đưa phúc đến đây lát sau có một tên mặt mày nổi đầy u cục mà sưng húp chắc hẳn là mới vừa bị ăn đập xong hắn mở hé cửa mà hỏi lại tìm tìm ai nhìn thấy gương mặt của hắn mà hạ trì bỗng ngạc nhiên anh giơ tay ra định đỡ lấy hắn mà lo lắng dùm đại ca ngươi ngươi không sao chứ tên thuộc hạ cả người run rẩy và bắt đầu thổ huyết giọng yếu ớt hỏi lại hạ trì không ta không sao ngươi đến đây để làm gì thấy bộ dạng của hắn mà hạ trì cũng đành bất lực nhưng giây sau hạ trì đã tỉnh táo lại mà đưa tay lên ngoái tai anh dõng dạc cho biết ta đến là để phá đám vì anh thầm nghĩ dáng vẻ này của lão huynh khiến ta cảm thấy có chút không chắc chắn nghe vậy tên thuộc hạ lại hỏi anh huynh đệ này ngươi muốn phá đám ai hạ trì không ngần ngại liền nói là thiên đạo minh Tới đây tên thuộc hạ mới chợt nhớ ra điều gì đó mà liền quay lại phía sau đồng thời nói, a a à, a, à, xin lỗi, vì bận quá nên quên đổi bức hoành. Lời này của hắn làm hạ trị hoang mang khó hiểu. Đột nhiên tên thuộc hạ vội vàng chạy vào bên trong, máu trong miệng phụt ra xối xả nhưng vẫn không quên nói lại với hạ trì, ngươi đợi một chút, ta đi một lúc rồi quay lại. Một lúc sau, đám thuộc hạ đem theo bức hoành khác đi ra để đổi lại, tên thuộc hạ khi nãy bất ngờ lên tiếng cho biết, chỗ này của bọn ta sau này không còn tên là thiên đạo minh nữa. Mấy tên thuộc hạ người nào người nấy đều bị đánh u đầu chảy máu, mặt mày bầm dập, nên luôn tỏ ra sợ hãi mà gấp rút làm việc. nào nào nào, mau treo lên. nếu không nữ hoàng bệ hạ lại tức giận. xong ngay đây, bức hoành mới có tên là Hạ Chi Nguyệt Hưu nhàn hồi sở. Hạ Chi nghe nói đến hai từ nữ hoàng anh liền sừng sốt, hai mắt trợn tròn thốt lên. cái gì, nữ hoàng ư? tên thuộc hạ có ý tốt muốn nhắc nhở Hạ Trì nên nói thêm. chàng trai trẻ, nếu ngươi muốn đến tìm Thiên Đạo Minh thì ngươi đã chậm một bước rồi. phân bộ của bọn ta buổi trưa đã đổi chủ rồi. nhưng nếu như ngươi muốn tìm người thì ta cũng có thể dẫn ngươi vào. Hạ Chi cũng tò mò muốn biết chuyện gì nên cũng muốn đi vào bên trong nhưng anh bỗng đưa tay ngăn tên thuộc hạ lại ấy hay là ta tự đi tìm vậy ta thấy các ngươi cũng đang bận mà tên thuộc hạ cũng cung kính với nhau giơ tay mời anh vào nào dám ngài tự đi vào đi hạ chi vừa đi vào trong vừa thầm nghi hoặc sao đột nhiên lại đổi chủ chứ anh thầm đổ mồ hôi khi nhớ đến tên chủ mới hạ chi nguyệt hội sở không phải là chuyển cảnh hóa ra mọi chuyện ở thiên đạo minh là do một tấm diễm nguyệt làm ra lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực có một tên bên dưới đang cúi đầu quỳ dưới chân cô nói lời cảm ơn xin đã tạ tiên từ thủ hạ lưu tình chỉ là ta không biết danh hiệu của ngài nên ăn nói với minh chủ thiên đạo minh thế nào phân bộ này đã biến thành hội sở mong tiên tử hãy nói rõ ràng diễm nguyệt ngồi bắt chéo chân một cách vô tư cô giang hai tay ra đồng thời lên tiếng ngươi cứ trở về hình dung với lão đại các ngươi là ta đã tẩn các ngươi như thế nào cứ như vậy là hắn sẽ biết ta là ai thôi cũng không cần phải lo lắng là hắn sẽ trách tội các ngươi dù sao thì hội sở này của ta sau này còn phải giao cho ngươi trong chừng giúp ta đột nhiên diễm nguyệt trông thấy hạ chỉ đang đi tới mà có chút ngạc nhiên hạ trì rồi cô lại vẫy tay kêu anh mau qua đây để ta giới thiệu với ngươi cảnh tượng này làm hạ chỉ có chút ngơ ngác diễm nguyệt chỉ tay vào tên đang quỳ mà nói từ nay về sau đây chính là quản gia của hội sở chúng ta tên tên gì ấy nhỉ tên này bị đánh mặt mày sưng múp chỉ còn mỗi một mắt lành lặn lên tiếng đáp lời bẩm tiên tử tiểu nhân họ bố tên phúc khí phúc trong phúc như đông hải khí là trong tử khí đông lai nghe hắn ta giới thiệu xong hạ trì gượng gạo lên tiếng khen ngợi tên tên hay tuy nhiên trong lòng anh lại thầm lo sợ cha ngươi đặt tên này cho ngươi sợ không phải là chê ngươi mạng cứng quá sao bỏ qua mấy chuyện này qua một bên hạ trì lại tươi cười nhìn diễm nguyệt thì ra người chính là nữ hoàng bệ hạ diễm nguyệt cũng cười tươi nhìn anh hỏi lại thấy ta hiệu suất thế nào hả chợt hạ trì bất lực nhìn cô giọng lắp bắp tứ tứ sư phụ người vì anh đang thầm bức xúc trong lòng tiền vốn ta mua thuốc không thu lại được ta thấy bọn họ bị người đánh đến mức lực tức giận cũng không còn nữa rồi anh thầm rơi nước mắt mà gào thét trong lòng hay sao người không thương lượng với ta trước hôm nay lỗ nặng rồi về phần diễm nguyệt cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh mà hỏi lại lần nữa ta thế nào gương mặt hạ trì bỗng trở nên khó coi khi nhìn diễm nguyệt miệng anh ấp úng không nói nên lời người ta anh thầm câu có ẩy nha đầu này nhưng sau đó anh lại mỉm cười bước tới xoa đầu diễm nguyệt rồi nói không có chỉ là bất ngờ quá người làm rất tốt tuy nhiên diễm nguyệt lại tức giận xoay người bỏ đi một nước mà thầm bức xúc nói thì cứ nói thôi sao đột nhiên lại xoa đầu người ta chứ điều này làm hạ trí ngơ ngác đứng đó như chết lặng nhìn theo cô dù vậy nhưng cô bỗng này sinh một sáng kiến mà quay lại nhìn hạ chỉ nói làm tốt chỗ nào ta chỉ là thu phân bộ của thiên đạo minh ở thành diễm ninh nếu muốn nút trưởng thiên đạo minh thì phải đến tổng bộ chọn ngày không bằng trùng ngày bây giờ chúng ta đi thôi thế nhưng hạ chỉ lại bảo không cần vội như vậy diễm Nguyệt xoay người bỏ đi cô chu mỏ mà lẩm bẩm trong miệng ta không phải là muốn chuẩn bị thêm chút của hồi môn sao đột nhiên hạ chỉ lách người sang một bên hỏi lại cô người nói cái gì ta không nghe rõ diễm Nguyệt ngại ngùng quay lại liên tục xua tay rồi bảo không không có gì hạ chỉ thấy vậy cũng gãy đầu thầm tỏ vẻ bất lực sao lại nói hết suy nghĩ trong lòng ra rồi cùng lúc hệ thống thông báo ký chủ đã phát thuốc xong hết rồi hạ trì liền đáp lại ta biết rồi siri vất vả cho ngươi rồi sau đó hạ trì bỗng nhớ ra một chuyện rồi hỏi lại diễm nguyệt bên diễm nhật người định xử lý thế nào ta thấy hắn không phải là loại có thể nuốt trôi cục tức trong lòng được diễm nguyệt cũng thành thật nói cho hạ trì biết hắn muốn khiêu chiến với ta hạ trì có hơi ngạc nhiên nên lên tiếng hắn chẳng qua chỉ là một suất khiếu kỳ mà muốn khiêu chiến với người vậy chẳng phải là muốn tìm đường chết sao vừa nói anh vừa đưa tay lên ngang cổ như thể ra dấu sẽ bị giết chết rồi anh lại đưa tay lên vuốt cầm ngẫm nghĩ lại tuy diễm nhật có vẻ không được thông minh cho lắm nhưng cũng không ngu đến mức lấy trứng trọi đá chắc hẳn là hắn có sự chuẩn bị rồi tới đây diễm nguyệt cũng nói cho anh biết một chuyện công pháp gia truyền của tổ tông diễm gia truyền nam không truyền nữ có cường độ cao hơn công pháp bình thường gấp đôi chắc chắn là có cái này đã cho hắn can đảm để khiêu chiến với ta nhưng hạ trí vẫn đang nghi ngờ có điều gì đó bởi vì anh cho rằng dù có công pháp thì cùng lắm cũng đến sức mạnh đế ngủ cảnh suy đi nghĩ lại hạ trí bất giác nhớ ra một chuyện mà ồ lên đúng rồi thiên đạo minh diễm nguyệt cũng ngạc nhiên hỏi lại thiên đạo minh làm sao hả hạ trí nhớ lại lúc giao chiến với hai huynh đệ họ lý thì bọn chúng có uống một viên đan dược anh liền kể lại cho diễm nguyệt nghe thiên đạo minh có một loại bí dược vừa nãy khi ta chiến đấu với huynh đệ lý giá bọn họ đã dùng viên thuốc này uống loại thuốc này thì có thể tăng mạnh công lực trong thời gian ngắn nói không chừng là lúc bọn họ cấu kết với diễm nhật cũng đã cho diễm nhật bí dược gì đó anh liền quay qua nhìn diễm nguyệt mà khẳng định một điều Thuốc mà họ đưa cho Diễm Nhật chắc là mạnh hơn thuốc mà họ uống, cho nên Diễm Nhật mới tự tin như vậy. Gương mặt Diễm Nguyệt cũng nghi hoặc mà tin vào suy đoán của anh, vậy thì quả thực là có khả năng. Từ nhỏ Diễm Nhật đã biết dùng vẻ ngoài làm người dễ tỏ ra là người nam nhân tốt của Diễm gia, nhưng bản thân lại thích thừa nước đục thả câu. Loại chuyện lén lút phụng trộm này chắc chắn là không thể thiếu hắn được. Hạ Trì vẫn còn trầm ngâm suy tư anh cảm thấy thắc mắc nên lại lên tiếng, nhưng đều mà ta nghi ngờ là vì sao hai huynh đệ bọn họ không uống loại còn lại chứ? Diễm Nguyệt cứ ngỡ anh đang lo lắng cho mình cô bỗng ưỡn ngực gồng hai tay lên như thể có thân hình cường tráng ấy đồng thời cô cũng lên tiếng chấn an lại anh yên tâm đi lúc ta trị liệu cho tam sư tỷ đã khỏi hết vết thương trên người rồi cho dù hắn uống thuốc hay phụ thân cho hắn pháp bảo gì nữa thì đối với ta mà nói đều vô dụng thôi cứ để hắn mơ mộng hão huyền thêm lần nữa đi chuyển cảnh tại diễm gia tên diễm nhật bị phụ thân hắn gọi vào để hỏi chuyện tốt mà hắn đã làm lão diễm hùng tức giận quát hắn diễm nhật con đúng thật là thông minh tuyệt đỉnh hắn lo lắng lên tiếng hỏi lại phụ thân người biết hết rồi sao lão ta giận đen cả mặt mà ho khụ khụ rồi nói làm chuyện xấu bị người ta nắm được điểm yếu mất hết mặt mũi lão gằng giọng lại nói tiếp hơn nữa ta thật không ngờ con lại to gần đến mức dám lấy tính mạng của bách tính toàn thành ra đánh cược diễm nhật thấy lão ta tức giận nên lập tức quỳ xuống lên tiếng phân trần phụ thân đại nhân là do con đã bị sự tức giận che mờ mắt sau khi diễm nguyệt được làm tứ tiên thương minh thì không chỉ không đặt con vào mắt mà còn không coi người là phụ thân nữa diễm nhật không những không biết sai mà còn kiếm cớ đổ lỗi cho diễm nguyệt hắn bày ra bộ mặt đáng thương để được lão diễm hùng không trách tội nói con bé vả mặt của con nhưng rõ ràng là đang cố ý làm khó phụ thân, con thừa nhận là cách làm của con có chút quá đáng, con nhất định sẽ bồi tội, phụ thân, người tha thứ cho con đi, con cũng chỉ là hiếu thảo với người mà. Quả nhiên lão Diễm Hùng đã mềm lòng khi thấy hắn ta quỳ xuống cầu xin như thế, đầu gối của Nam Nhi là vàng, đừng dễ dàng quỳ xuống. Sau đó lão ta lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Diễm Nhật rồi bảo, cầm đi, hắn giơ hai tay đang run run ta nhận lấy mà lắp bắp hỏi lại, đây là cái gì? Lão đưa mắt nhìn Diễm Nhật chợt lên tiếng, không phải con muốn khiêu chiến với Diễm Nguyệt sao, ta không biết có phải là con đã có kế hoạch tất thắng hay không ta cho con thêm một lá chắn an toàn chuyển cảnh không bao lâu cũng đến ngày quyết đấu của diễm nhật và diễm nguyệt lão diễm hùng ngồi trên ghế phía trên cao lão ta bỗng ho lên khụ khụ giọng có chút bất an hỏi lại diễm nhật con thực sự có nắm chắc không diễm nhật đứng bên cạnh cũng lên tiếng cho biết trận đấu này hài nhi không cần thắng chỉ cần có thể khiến mọi người nhìn thấy một người tu hành xuất khiếu kỳ không chỉ dám khiêu chiến với tứ tiên thương minh mà còn khiến con bé rơi vào thế khó như vậy thì mục đích của hài nhi đã có thể đạt được rồi cũng vì thế mà uy tín của tứ tiên thương minh sẽ bị đả kích ly trên nữ đế chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra hắn tươi cười thích thú khi nghĩ đến những gì diễm nguyệt sẽ phải gánh chịu hắn đưa mắt nhìn lão phụ thân nói tiếp nữ đế chắc chắn sư trừng phạt thật nặng diễm nguyệt con bé sẽ mất đi chỗ dựa lại bị mất mặt chỉ có thể quay lại cầu xin phụ thân đại nhân đến lúc đó còn không phải con bé mặc cho chúng ta sai khiến sao vì thế con bé sẽ không còn lý do gì để không nhận độ tu vi cho phụ thân đại nhân nữa rồi nghe hắn nói lão diễm hùng thấy cũng có lý mà ừm lại lão cũng đang thầm suy ngẫm diễm nhật là người thừa kế của diễm gia nhưng hắn thực ra không phải là sự lựa chọn tốt nhất tuy hắn có vẻ nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cũng không đáng tin lão bất giác đưa mắt nhìn xuống dưới thấy diễm nguyệt đang trò chuyện vui vẻ với hạ trì lão thầm nghĩ diễm nguyệt không nhìn ra là có chút lo lắng nào rồi lão ta bỗng nhớ đến lời đề nghị của diễm nguyệt lúc trước mà bị phân tâm rồi thầm ngẫm nghĩ điều kiện trước đó diễm nguyệt đưa ra mới là sự lựa chọn tốt nhất nhưng bây giờ bảo nhật nhi từ bỏ khiêu chiến thì đạo tâm của hắn chắc chắn sẽ vỡ nát đến lúc đó làm không tốt còn khiến diễm ra không có người thừa kế đây cũng là một chuyện phiền phức chẳng lẽ không có con đường thứ ba sao đau đầu quá mà nếu như ta không bị thương nói không chừng là còn có thể sinh thêm một đứa nữa diễm nhật đứng một bên thấy lão ta cứ ngồi ngây người ra đó hắn ngạc nhiên cất tiếng gọi lão phụ thân phụ thân bị hắn gọi lão giật mình quay lại nhìn hắn với nét mặt ngẫn ngơ hùng diễm nhật trông thấy biểu cảm của lão thì không khỏi bất an nên liền hỏi lại có phải là phụ thân không tin hài nhi không lão cũng đành bất lực chỉ biết động viên diễm nhật mà thôi nhật nhi con nhất định phải cố gắng hết sức đấy biết chưa nói rồi lão cúi mặt buông xuôi thầm thở dài ấy thôi bỏ đi bây giờ lão phu chỉ có một đứa con trai tương lai diễm ra vẫn phải giao cho hắn có pháp bảo gia truyền hỗ trợ cộng thêm bí dược của thiên đạo minh nói không chừng nói không chừng bỗng nhiên diễm nhật lên tiếng làm cắt ngang sự suy nghĩ của lão ta gương mặt rất tự tin hắn liền nói xin phụ thân cứ yên tâm diễm nhật nhìn thấy nhiều người có mặt cổ vũ nhiệt tình cho trận đấu mà thầm đắc ý có không ít quan chúng đến chứng kiến diễm nguyệt đến lúc đó ngươi có trăm cái miệng cũng không thể nói được gì ngươi hãy đợi bị ta trừng trị đi nghĩ rồi diễm nhật liền mở chiếc hộp gỗ ra xem thì thấy có một chiếc nhẫn bên trong lão diễm hùng cũng lên tiếng nói cho hắn biết đây là pháp khí thần cấp được truyền qua các đời gia chút của diễm gia Mỗi ngày có một cơ hội phòng ngự hoàn toàn bất kỳ đòn tấn công nào, nếu sử dụng hợp lý nói không chừng còn có thể giúp con được một tay, Diễm Nhật liền quỳ xuống nói lời cảm tạ với phụ thân. Hắn liền lấy chiếc nhẫn ra và đeo lên tay rồi đang tự nhủ, bảo bối của lão đầu chắc chắn là không ít, phòng ngự hoàn toàn sao? Nếu vậy chỉ cần ta nắm được thời cơ, nói không chừng còn có thể thắng được con bé. Hắn bỗng tươi cười khi cầm trên tay một viên đan dược to tổ bố mà tự tin, vì mọi chuyện đều đã được ta chuẩn bị xong. Nghĩ rồi hắn thong thả bước thẳng lên khán đài. Cùng lúc Diễm Nguyệt cũng đang từng bước tiến lên trên đột nhiên cô quay lại nhìn hạ trì rồi cất tiếng hỏi anh ngươi cảm thấy ta sẽ mất thời gian là bao lâu hạ trì liền bảo là mười tức thế nhưng diễm nguyệt lại nói như vậy là dài quá rồi ai mà cũng không chắc lỡ như có chuyện thú vị xảy ra thì sao hạ trì bỗng dưng cảm thấy lo lắng bèn lên tiếng nhắc nhở cô vẫn là cho người nửa nén hương đi đừng để đối phương thua khó coi quá dù sao thì hắn cũng là ca ca rồi của người diễm nguyệt lại bảo ngươi cứ yên tâm đi ta đánh người cũng có nguyên tắc sẽ không đánh vào mặt nghe lời này hạ trì thầm kinh hãi khi nghĩ tới những người thiên đạo minh bị cô đánh không phải người đánh đến nổi ta không nhìn ra ngũ quan của bố quản gia nữa rồi trên khán đài hai đối thủ đã có mặt đứng đối diện nhau tên diễm nhật rất tự tin hắn bắt đầu tỏ vẻ cao thượng mà lên tiếng tiểu muội nếu như bây giờ ngươi từ bỏ và nhượng độ tu vi cho phụ thân thì ta sẽ giữ lại mặt mũi cho ngươi thế nhưng diễm nguyệt lại không thích nói nhiều mà lạnh lùng đáp trả nói xong chưa nói xong rồi thì bắt đầu đi bị ngó lơ tên diễm nhật lại nghiến răng cao có ngươi đừng có mà coi thường người khác quá diễm nguyệt khoanh tay lạnh lùng đáp lại ta đây phải tính thời gian ngươi đừng có mà lãng phí thời gian của ta ngay lập tức diễm nhật lấy viên đan khổng lồ ra nuốt trọng mà thầm tự đắc cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần vậy thì đừng trách ta vô tình nhưng ngay khi hắn ta vừa nuốt viên đan vào thì bị vướng lại ở cổ khiến hắn nhăn nhó vì khó thở hắn đang cố gắng để làm cho viên đan rơi xuống bụng mà thầm và cả mồ hôi hột vãi trưởng viên thuốc này đúng là to quá rồi khó nuốt thật ở dưới hạ trì cũng đang âm thầm quan sát diễm nhật khi thấy hắn nuốt viên đan to anh thầm ngẫm ngợi quả nhiên là khác với loại thuốc mà hai huynh đệ lý ra uống mặt khác diễm nguyệt nhìn thấy tên diễm nhật đang chật vật với viên đan thì cũng có chút ngạc nhiên đại ca ngươi thật sự là vì để làm khó ta mà có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào viên thuốc to như vậy mà uống không cần nước cũng có thể nuốt được tiểu muội ta đây cũng rất bội phục đấy làm đủ kiểu cuối cùng diễm nhật cũng thành công nuốt được viên đan xuống hắn thở hỗn hển nhưng cũng tức tối mà có gắt quát lại a à, ngươi 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 nhất định sẽ hối hận dây tiếp theo vì tác dụng của đan dược làm hắn ôm đầu đau đớn mà quỵ xuống từ trong cơ thể hắn đang thoát ra luồng khí tức cuồn cuộn bay lên hai mắt hắn đỏ lợn đồng thời tóe ra tia linh khí màu vàng trong nháy mắt đã thấy hắn ngước mắt nhìn lên miệng không ngừng gào thét đồng thời từ trong ánh mắt hắn thoát ra hai luồng hỏa khí mà phóng thẳng lên không trung thoáng chốc luồng hỏa khí đó đã bao trùm lên người hắn ta sức mạnh cường đại từ bên trong cơ thể hắn đã làm nổ tung chiếc áo trên người sau một lúc cơ thể không ngừng biến đổi diễm nhật cũng vui mừng reo lên sức mạnh sức mạnh cuồn cuồn hắn bỗng cười phá lên đồng thời hô lớn ha 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 sức mạnh đã truyền vào cơ thể ta diễm nguyệt chiến đi ngay lập tức diễm nguyệt đưa ngón tay chỉ về phía diễm nhật chỉ thấy cả người hắn bị sức mạnh vô hình nhấc bỗng lên không trung cùng lúc cô cũng lao nhanh về phía hắn nói với giọng cao có chiến thì chiến nói nhiều thật đấy chỉ là đánh nhau thôi mà cũng lề mề đi chết đi dứt lời là bàn tay của cô đang từ từ lao về phía diễm nhật dù vậy nhưng hắn ta vẫn rất tự tin với bản thân mà lớn giọng cho biết vô dụng thôi mọi thứ ngươi làm đều là vô ích ta có thể phòng ngự hoàn toàn được đòn tấn công của ngươi diễm nguyệt ta là thiên mệnh chi nhân thế nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn một bạt tay của diễm nguyệt mà méo cả mặt cùng lúc bay thẳng lên không trung trong thấy cảnh này lão diễm hùng liền kinh hãi phụt cả nước cơm hai mắt lão trợn tròn như muốn lòi cả ra ngoài mà chỉ kịp thốt lên vãi lở còn hạ trì thì lấy tay liên tục vỗ trán cười khổ thầm nghĩ ngươi là đánh người chuyên đánh lên mặt đúng không mọi người xung quanh cũng bắt đầu ngỡ ngàng rồi kinh ngạc chỉ biết kêu trời khi thấy bóng dáng của diễm nhật đang bay xa tít trên trời cao diễm nguyệt cũng thu tay lại lạnh lùng nói ngươi là thiên mệnh đúng không vậy ta sẽ thành toàn tiễn ngươi lên tận trời khung cảnh trên khán đài bỗng im lặng như tờ bên dưới mọi người có mặt ai nấy đều kinh ngạc trố mắt ra nhìn xảy ra chuyện gì rồi ôi ta ngơ ngác quá người khác cũng hoang mang lên tiếng hình như là bắt đầu rồi mà hình như cũng kết thúc luôn rồi có người lại không tin được mà thốt lên đang đùa sao đây cũng là quá nhanh rồi đấy có một cậu bé ngây ngô quay sang nói với mẹ mình mẫu thân tiểu tỷ tỷ tóc màu đỏ đó là ai thế lợi hại quá đi mới ngây ngốc một lát mà đã tiễn thiếu thành chủ lên trời rồi người mẹ cũng sừng sốt không kém gì cậu con trai đấy hình như là muội muội của thiếu thành chủ ta cũng không rõ nữa con trai à cái này cái này sách nói đoạn bà bỗng im lặng mà nghĩ thầm sách quả thực không đọc cũng không sao lúc này diễm nguyệt chợt đưa mắt nhìn về phía hạ trì giọng cáo gắt biểu cảm của ngươi như thế là có ý gì đi đi kết thúc rồi hạ trì nghe cô nói mà ngơ ngác trong sự im lặng anh bỗng nhìn theo hướng của tên diễm nhật rồi bay ra vẻ mặt khó đỡ bất giác nói thật thảm à diễm nguyệt bất ngờ đi về phía lão diễm hùng vừa đi cô vừa lên tiếng hỏi lão phụ thân hôm nay người còn cảm thấy diễm nhật xứng đáng trở thành người thừa kế sao nghe cô nói lão ta chỉ biết im lặng diễm nguyệt lấy ra một viên đan dược đưa cho lão ta rồi nói tiếp cái này cho người coi như con báo đáp công ơn dưỡng dục của người trong thư gửi đến người nói người luyện công không may tổn hại đến nguyên khí vì thế nhị tỷ tỷ đã đưa cho con viên đan dược này mọi chuyện vốn không cần phải xảy ra tuy nhiên lão ta lại không vui mà còn lớn tiếng trách móc lại cô nếu đã có thuốc sao không đưa cho ta sớm hơn bây giờ thì tốt rồi huynh trưởng của ngươi nó tiền đầu của nó bị phá hủy rồi diễm nguyệt bức xúc chừng mắt nhìn lão ta mà gằn giọng đáp lại ngươi đã hỏi qua con chưa có cho con cơ hội để nói chưa chuyện tới nước này mà ngươi vẫn là muốn một mình diễm nhật nghe mấy lời này từ diễm nguyệt lão ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tức tối mà không nói nên lời diễm nguyệt cũng không bận tâm đến mấy chuyện này nữa cô lạnh lùng xoay người bỏ đi sau đó ra lệnh cho hạ trì chúng ta đi thôi hạ trì liền đồng ý vâng tứ sư phụ đến lúc này lão diễm hùng mới hốt hoảng loạn trọn đứng dậy nhờ người hầu đỡ lấy mà gọi với theo cô nguyệt nhi tuy nhiên trước mặt lão ta chỉ còn vương lại làn hỏa khí quen thuộc của diễm nguyệt mà thôi lão ta chán nản ngồi đó một mình mà suy ngẫm những chuyện đã xảy ra chuyển cảnh tại tổng bộ thiên đạo minh khi biết diễm nguyệt và hạ trì đến thăm thì mọi người ở đây đều cúi hành lễ hạ trì nhìn dáng vẻ của mấy người này thầm ngạc nhiên người của tổng bộ đã gặp qua rồi chúng ta cũng rất lịch sự rồi bất chợt có một người đàn ông đi tới hắn vui mừng giang hai tay ra chào đón diễm nguyệt tiên tử giả đáo thiên đạo minh thất lễ không nên đón từ xa diễm nguyệt không quan tâm đến hắn ta mà liền ra lệnh ta muốn gặp lý đại bằng tên kia liền niềm nở ân cần đưa tay chỉ lối mời bên này mời bên này minh chủ đã nói chỉ cần thương minh tứ tiên giả đáo ngài ấy lúc nào cũng chờ hạ chi nhìn biểu hiện của tên này mà thầm thắc mắc khó hiểu thiên đạo minh dù sao cũng có mặt mũi trong thánh địa thương minh mặc dù mọi người đều thuần phục với tứ tiên nhưng cũng không cần phải khoa trương như thế chứ so với việc gặp lãnh đạo càng giống như đi gặp ôn thần hơn lúc sau khi trông thấy hai người từ xa đang đi tới một người liền xuất hiện ra nghênh đón người này chính là lý đại bằng mà diễm nguyệt muốn tìm hắn đứng trang nghiêm cả người như đang tỏa sáng hạ chỉ nhìn thấy điệu bộ của hắn thầm méo miệng lão huynh cũng hơi lịch sự quá rồi he nhưng khi diễm nguyệt vừa đi tới thì sự trang nghiêm của hắn đột nhiên biến mất thay vào đó mà vẻ mặt vui mừng phấn khích nhào tới cất tiếng chào hỏi diễm nguyệt tiên tử lần này tới là có chỉ thị gì sao diễm nguyệt phất lờ hắn mà lạnh lùng lướt ngang qua người hắn đi đến chỗ chiếc ghế nói Lý Minh Chủ, ngài đã bao lâu không liên lạc với con trai ngoan của ngài rồi và có biết bọn chúng đã làm những gì không? Nghe cô hỏi vậy tên Lý Đại Bằng bỗng hốt hoảng lên tiếng, cách đây không lâu, hai huynh đệ bọn chúng muốn xuất môn lịch luyện. Cũng đã một tháng rồi, tiên tử sao đột nhiên lại nhắc đến lão đại và lão nhị thế. Diễm Nguyệt bình thản nhìn hắn, vậy thì Lý Minh Chủ còn chưa biết hai đứa con trai ngoan của ngài. Đang ở Diễm Ninh Thành làm những gì, so với Lý Minh Chủ, thì con trai của ngài còn có lý tưởng cao hơn nó. Hắn nghe xong thì không khỏi sừng sốt, mồ hôi mồ kê bắt đầu tuôn ra lắp bắp kêu lên, Diễm Nguyệt tiên tử, đây là tới đây hắn thầm lo lắng hai tên tiểu tử thối đó lại dám chạy tới diễm ninh thành chắc không phải là đã làm chuyện gì đó đắc tội với diễm nguyệt tiên tử rồi đó chứ diễm nguyệt ngồi chống cằm thản nhiên cho biết với giọng điệu hết sức là nhẹ nhàng cũng không phải là chuyện gì lớn chẳng qua chỉ là giúp đỡ vị ca ca bất tài của ta mà ngồi lên đầu ta thôi thuận tiện còn thả ôn dịch cho bách tính ở diễm ninh thành cũng chỉ là một tội mưu nghịch nhỏ xíu mà thôi không đáng để nhắc tới lời nói của cô nhẹ đến mức phải khiến cho lý đại bằng trợn tròn hai mắt vì kinh hãi những lời này như thể thiên lôi đang giáng xuống người hắn ngay lập tức hắn ta quỳ sập xuống cúi đầu nhận lỗi những năm nay sự vụ ở thiên đạo minh bận rộn ta không quản giáo nghiêm khắc để bọn chúng nảy sinh những huyễn tưởng không thực tế tất cả tội tình mà hai tên tiểu tử đó phạm phải đều không thể dung thứ tiên tử muốn trừng phạt bọn chúng thế nào ta đều không có một lời oán hận tất cả đều nghe theo tiên tử thấy cảnh tượng trước mặt hạ chỉ lại càng nghi hoặc hơn diễm nguyệt quả nhiên đã làm gì với lý đại bằng vị đại thúc này trông có vẻ hồn muốn bay đi rồi diễm nguyệt nắm được điểm yếu của hắn ta nên liền lên tiếng nhắc khéo sự vụ của lý minh chủ bận rộn vậy không phải là đã bỏ bê việc luyện đao rồi sao Lần trước ta kèm cặp ngươi, chắc cũng đã rất lâu rồi nhỉ, hay là sẵn dịp hôm nay hai chúng ta thử lại một chút. Nghe tới luyện đao, hắn liền ám ảnh vô cùng sợ hãi xin tha, có tiên tử chăm sóc, thiên đạo minh già yếu mới có cơ hội đứng vững như ngày hôm nay, chỉ là việc luyện đao, ngày khác, để ngày khác đi. Hắn bỗng nhớ lại lúc trước khi luyện đao cùng Diễm Nguyệt mà khóc ròng, khi cô từng nói, vậy thì luyện đao cùng với ta, nếu không phải ta mệnh cứng thì đã không tế đao rồi. Diễm Nguyệt bất chợt đứng dậy nói thêm, ô quên mất không giới thiệu với ngươi, đây là thân truyền đệ tử của ta, Hạ Chỉ, việc xử lý những chuyện liên quan đến Thiên Đạo Minh ta sẽ giao cho hắn xử lý. Lý Minh Chủ, ngươi cũng đứng lên đi. Không có chuyện gì thì đừng quỳ mãi thế. Lát sau Lý Đại Bằng bước tới chấp tay chào hỏi Hạ Chỉ. hắn tỏ ra cung kính tươi cười nói, Hạ tôn giả, mọi chuyện đều sẽ làm theo sắp xếp của người. sư phụ giỏi ất sẽ có đồ đệ tốt, chỉ cần không luyện đao, thì mọi chuyện đều dễ nói. đều dễ nói. Hạ Chỉ liền đưa tay ngăn lại rồi nói, không tới mức đó đâu, không tới mức đó đâu. chẳng qua ta chỉ có một chút ý kiến muốn chia sẻ với Lý Minh Chủ, không biết Lý Minh Chủ có thời gian nghe ta rải bày không. Lý Đại Bằng dù có hơi bàng hoàng nhưng hắn vẫn lên tiếng đồng ý có có rất nhiều thời gian và cứ thế qua một ngày được hạ trì gợi ý điều chỉnh lại một số điều cơ bản sáng hôm sau lý đại bằng theo ra tiễn hạ trì lên đường trước khi đi hạ trì vỗ vai hắn ta và không quên nhắc lại lý minh chủ sau này phải đổi cách xưng hô rồi lý tổng lý đại bằng cũng sớm thích nghi nên liền nói theo hạ tổng không dám không dám hạ trì nghiêm mặt đứng chắp tay sau lưng như thể một tổng tài lạnh lùng nói hạ chi nguyệt tập đoàn của chúng ta sau này phải dựa vào ngươi rồi mong ngươi có thể phát triển xí nghiệp này lớn mạnh hơn lý đại bằng dù không hiểu cho mấy những gì hạ trì nói nhưng hắn vẫn đưa tay ra bắt lấy tay hạ trì nói không dám không dám vẫn phải nghe theo lệnh của hạ tổng và diễm tổng hai vị nhớ thường xuyên về thăm nhà thường xuyên đến chỉ giáo nhé hạ trì cũng tranh thủ thời gian mà lên tiếng nói lại được rồi tiễn đến đây thôi bọn ta phải trở về thần điện thương minh rồi lý đại bằng nhìn theo bóng lưng của diễm nguyệt và hạ trì rời đi mà nói với theo hai người nhất định phải thường xuyên về thăm đó vừa nói hắn vừa khóc bù lu bù loa hạ trì nghe hắn nói thì cũng giơ tay lên vẫy chào như thể đáp lời đồng ý với hắn trên đường đi ra ngoài cổng lớn có một đội người đứng nghiêm đặt tay lên trán kính chào hai người họ đồng thời hô vang cung tiễn hai vị đồng trưởng sự tên lý đại bằng này là chủ nhân của thiên đạo minh cũ nhưng hiện tại là ceo của hạ chi nguyệt hưu nhàn hội sở hắn đứng đó vui mừng nghĩ thầm như vậy thì thiên đạo minh cũng lên bờ rồi năm đó ngoài đánh ta ra thì vẫn luôn không nhắc đến chuyện thu biên tiên tử đã thu nhận được một đệ tử tốt sau này cũng có người che chở rồi quay lại với hai người diễm nguyệt trên đường đi diễm nguyệt nói với hạ trì cũng may là tổng bộ của thiên đạo minh thuận đường với thần điện thương minh tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu không thì ta còn phải rút thời gian đến đó một chuyến nữa hạ trì bỗng lên tiếng nói nhìn thân sắc mấy ngày gần đây của tứ sư phụ rất tốt nha xem ra là vết thương do chị thương cho tam sư phụ trước đó đã khỏi hẳn rồi diễm nguyệt cũng hòa theo anh cô liền tự tin lớn giọng cho biết bây giờ ta có thể đánh được cả ngàn tên một lượt luôn ấy chuyển cảnh hai huynh đệ nhà lý ra cả người đầy thương tích dìu rất nhau lê lết về nhà nhưng khi nhìn lên bảng hoành trước cổng thì cả hai bỗng chết lặng khi thiên đạo minh đã được thay thế bằng hạ chi nguyệt hưu nhàn hội sở lý viên tinh hoang mang vội lên tiếng ca ca chúng ta đi nhầm đường rồi còn lý viên khuê lại khẳng định sao có thể được chính là ở đây không sai đâu ái ra đau quá đi lát sau có một tên thuộc hạ bước ra mở cổng và thủ sẵn trong tay một cây gậy để phòng kẻo lại bị tấn công lần nữa nhưng khi thấy hai huynh đệ bọn họ thì hắn liền vui mừng reo lên tiền thiếu đông ra tiền thiếu ra các người đã trở về rồi nghe tên này gọi cách xưng hô có hơi kỳ lạ làm bọn họ ngạc nhiên lý viên tinh bỗng hỏi lại hắn tiền cái gì hả tên thuộc hạ bước tới đưa tay vào trong áo lấy thứ gì đó đồng thời nói cho họ biết đây là bức thư mà lý tổng tự tay viết ta còn đang sầu không biết phải đi đâu để tìm hai vị đây lý viên khuê đưa tay ra lấy bức thư mà ngạc nhiên nói lý tổng sao kỳ lạ phụ thân sao lại biết bọn ta ở đây hắn bèn mở thư ra đọc mà gương mặt như chết lặng thấy vậy lý viên tinh đứng bên cạnh cũng thắc mắc hỏi lại ta phụ thân nói gì vậy nội dung bức thư như sau biểu kim biểu tinh thân gửi trên đời này sẽ không còn thiên đạo minh nữa bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ đổi tên thành hạ chi nguyệt hưu nhàn hội sở sau này sẽ chuyên kinh doanh hội sở sa long tuy vi phụ vẫn không rõ hội sở là gì sa long là gì nhưng ông chủ hạ nói hôm khác sẽ đến huấn luyện nhận chức cho chúng ta mà nhận chức là gì ta cũng không biết chức vụ của vi phụ sau này sẽ là ceo cái này lại là cái gì ông chủ hạ mong các con sẽ làm từ dưới làm lên. Vi phụ thấy cái này cũng rất tốt. Ngoài ra liên quan đến chuyện ngu ngốc mà hai con đã làm ở thành Diễm Ninh, Diễm tổng đã tha cho các con rồi. Vì vậy phải biết cảm ơn. Hai con mau chóng quay lại. Hạ Chi Nguyệt hưu nhàn hội sở CEO Lý Đại Bằng xem xong bức thư cả hai huynh đệ đều ngơ ngác. Lý Viên Khuê quay qua hỏi thằng em đệ có phải là hôm qua đầu của ta bị đánh hỏng rồi không? Lý Viên Tinh cũng hoang mang lấy tay gãy đầu nói, a à, ta à, ta thấy đầu của ta cũng bị đánh hỏng rồi. Giây tiếp theo cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc ròng, nước mắt sắp nhấn chìm cả hai luôn rồi chỉ ra ngoài một chuyến mà mất luôn nhà rồi oa 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 chuyển cảnh trong khu rừng ở ngoại ô thành diễm ninh có một cô gái trên người không một mảnh vải đang nằm trong hố đổ nát nhưng kỳ lạ thay gương mặt đó lại là của diễm nhật hắn từ từ mở mắt thầm nhủ đây là đâu rồi lại chóng tay cố gượng dậy mà cảm giác đau đớn toàn thân ôi đau đau quá chắc hẳn là do tác dụng của viên đan dược khổng lồ kia đã biến đổi bộ ngực của hắn phát triển nở nang thành phụ nữ kể cả nửa phần cơ thể bên dưới cũng biến hóa lạ thường lúc này diễm nhật vẫn chưa hề hay biết sự thay đổi của bản thân hắn tức tối siết chặt nắm đấm mà hét lớn diễm nguyệt ta à, ta không xong với ngươi đâu lúc bấy giờ hắn mới phát hiện ra sự khác biệt mà bất giác đưa tay lên che miệng lại giọng nói của ta bị sao thế này vì sao lại mỏng nhẹ như vậy chứ sau đó diễm nhật mới quay xuống nhìn lại cơ thể trần như nhọng của mình hắn kinh hãi không nói nên lời ngay lập tức diễm nhật đứng dậy gương mặt tối sầm mà không biết đã xảy ra chuyện gì nước mắt diễm nhật chợt rơi ra vì sừng sốt hét toáng lên sao sao có thể như vậy tiếng hét của diễm nhật đã là vang dội cả một khu rừng